Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hàn, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Ngay sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những tin tức thú vị có trong ngày hôm nay nhé. Sở hữu lượng fan không nhỏ tại Trung Quốc, Blackpink nhận được nhiều sự mến mộ cũng như quan tâm của cư dân mạng nước này. Tuy nhiên mới đây, một tin đồn rộ lên đã khiến hình ảnh của Blackpink trở nên kém đẹp trong mắt cư dân mạng xứ Trung, và người dính tin đồn lần này là Jennie. Cụ thể thì trang Sohu đưa tin về việc một cư dân mạng tự nhận là bạn học bị Jennie bắt nạt ngay còn ở New Zealand. Theo trang Sohu đưa tin, một cư dân mạng đã nhận mình là bạn học cùng khóa với Jennie, thành viên của Blackpink. Trong bài viết thì người này không chỉ thẳng tên Jennie mà chỉ viết tắt là KJ. Bài viết cho biết KJ sinh năm 1996, người này sinh năm 1995 và cả hai học chung một khóa. Năm 2010, thời điểm mà người này mới tới New Zealand, tiếng Anh còn chưa thạo thì bị KJ và nhiều bạn khác bắt nạt. Đáng nói hơn, người này cho biết vì bị KJ và các bạn ức hiếp đến mức muốn đi thế giới khác. Được biết, ngay sau khi bài viết đăng tải, cư dân mạng đã liên hệ và người này xác nhận KJ trong bài viết chính là Kim Jennie. Nói về những hành động bắt nạt của KJ khi còn đi học, người này kể, họ đã luôn phải tuân theo những chỉ đạo quá quát của KJ, từng bị KJ lấy đi chai nước hoa quả và ném vào thùng rác, chê bai người này xấu xí rồi cười rộ lên. Đã có cư dân mạng liên lạc và hỏi lại rằng có phải KJ được nói đến trong bài bóc phốt là Jennie hay không? Người này xác nhận đó chính là Jennie, cả hai từng là bạn học cùng khóa. Bên cạnh đó thì trang Sohu cũng chia sẻ lại thông tin về một tài khoản được cho là của Jennie sử dụng năm 14 tuổi, có những lời lẽ tục tĩu xúc phạm. Nếu như những lời mà cư dân mạng được cho là học cùng khóa với Jennie là sự thật thì đây sẽ là phốt căng tiếp theo mà Jennie hứng chịu. Sau scandal lừa nhảy, Jennie lại tiếp tục vướng phải lùm xùm rầm rộ. Đã nói sau vụ bê bối bắt nạt của Jimin AOA, chủ đề về bạo lực tinh thần lại càng gây chú ý hơn. Mặc dù trước đó có nhiều tin đồn cho rằng Jennie từng bắt nạt bạn học, song tất cả đều không có chứng cứ và mọi chuyện rơi vào quên lãng. Tuy nhiên lần này, người viết đã tự nhận mình là nạn nhân nên không ít cư dân mạng đã tỏ ra nghi ngờ về độ xác thực của câu chuyện. Hiện dân mạng vẫn đang không ngừng bàn tán, đồng thời để lại nhiều bình luận trên mạng xã hội. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua một vài bình luận nhé. Con bé ở bên đó không sợ bị bắt nạt thì thôi, còn lo bắt nạt người khác ư, đúng là nực cười. Địa chuyện có tâm chút đi, bằng chứng đâu, làm như cứ idol là đi bắt nạt người khác vậy. Không có lửa thì làm sao có khói, không bắt nạt người ta thì ai hơi đâu bày chuyện làm gì. Tội nghiệp Jennie, vừa thoát án oan lười biếng giờ thêm vụ bắt nạt, bộ anti rảnh lắm hay gì. Chắc tao tin, idol Hàn mà tin đồn từ bên Trung bay sang, anti cũng vừa phải thôi chứ. Tuy chưa rõ thực hư vụ việc này ra sao, song đến nay người hâm mộ vẫn hoàn toàn tin tưởng Jennie, ai nấy đều để lại những lời bênh vực nữ idol và cho rằng những bài viết như vậy đều không xác thực do không có bằng chứng thuyết phục. Còn bạn, bạn nghĩ sao về lùm xùm bắt nạt bạn học của Jennie? Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.